Đất núi Mường Khương Phần 2 Buổi chiều, ông Báo và các chiến sĩ biên phòng đưa em về đến bản mặt trời mọc. Ông Báo đặt em nằm bên bếp lửa, nơi em thường ngồi chơi với con chim cứ cư, hót ngọt ngào. Thì em tắt thở, người em lạnh cứng cong lên như một tấm ván gỗ thông non phơi nắng to đồng chí quân y ở đồn biên phòng nói em đã nhiễm phải vi trùng uốn ván ở xương cốt tên giặc năm xưa đồng bọn với tên phù trần diều trần ngọc đứng lặng ông báo đau đớn đứng lặng im rằng sao say lăn khóc ở bên xác đứa em một ý nghĩ đến với mọi người thằng giặc khi sống sang đất nước ta cướp của giết người khi chết Sương hắn vùi xuống đất núi Mường Khương này rồi Cũng vẫn còn rêu bao cái chết chóc Còn vi trùng ở hắn Cái nọc độc ở trong xương cốt Còn dai dẳng Và lúc có cơ hội Thì nó còn giết được người Này những thằng giặc đó Lại dẫn xác sang cướp nước Giết người nữa Bà con ơi bạn hơ mông Đừng ai quên những thằng giặc ấy Ông báo đứng lặng Tay ông cầm chắc ruồi dao Ông không khóc Mặt ông nhìn rực lên như chớp lửa Ông muốn nói với đám con trai bản mặt trời mọc Đứng ở quanh đây Con trai hơm mông ơi Người hơm mông ta để bên cửa bếp Chết trên cửa trời Nay rừng đang có sói tràn đến Dây nọ đừng trùng Mũi dao phải sắc Các con ơi Phải giữ lấy nương sôi suối mật Của đất núi Hoàng Liên Thấm máu người hơm mông ta Tên Trung Quốc xâm nhập biên giới ta đã bị nhân dân bản mặt trời mọc bắt hắn đứng im hai tay giơ lên trời cô dân quân giáng xeo say hỏi hắn bằng tiếng hơ mông hắn ú ớ lắc đầu hỏi hắn bằng tiếng hán hắn cũng ú ớ hỏi hắn bằng tiếng kinh tiếng nùng tiếng giấy hắn cũng lắc đầu và chỉ vào cái mồ ngoác rộng xung quanh mép lởm chởm những râu ria cô dân quân đã hiểu hắn bị câm một tên trung quốc câm say và xã đội trưởng ly xeo sáng đưa ngay hắn vào đồn biên phòng quyết thắng trần ngọc và đồn trưởng khánh nhìn hắn người hắn luồn tịt tóc húi cua để trơ cái đầu béo múc thịt chân tay hắn to lông ngực nở trong tập hồ sơ những tên phỉ cũ và những tên thám báo biệt kích trung quốc lén lút vượt biên sang vùng này để phá hoại và móc nối với cơ sở phản động các anh chưa thấy có vóc dáng của tên này cô dân quân giàng xeo say kể cho trần ngọc và khánh nghe về chỗ nó xâm nhập cô gái hơ mông có đứa em trai bị tên giặc giết hại hôm trước dựng cây súng ckc vào tường cô nói nơi nó vượt sang ta là gần một khu rừng cấm nơi đó tiếp giáp địa phận hai bản hơ mông còn rào sắc và mặt trời mọc nên rất ít người qua lại và hắn sang vào lúc tinh mơ sương chưa kịp trốn nắng Hôm đó lại đúng vào viên chợ Pha Long Theo con đường đó Hắn đã xâm nhập những đoàn người đi xuống chợ Trong người hắn không có giấy tờ Không có dấu vết gì chứng minh rằng hắn là ai Tên hắn là gì, ở đâu đến Duy ở đầu giải rút quần của hắn Có một đồng tiền rất cũ Đúc bằng đồng của Trung Quốc Mặt đồng tiền đó bằng giá trị 5 đồng tiền nhỏ Cô dân quân đưa đồng tiền cho Trần Ngọc xem Rồi cô nói tiếp Cô kể lúc hắn xin ăn, xin uống Đều dùng tay ra hiệu Chỉ trọ, còn miệng thì ú ớ Như tiếng chim, như tiếng thú Mỗi lần được ăn, được uống Hắn cười và gật đầu cảm ơn Đặc biệt thằng câm này Đi đường gặp cái gì cũng nhìn Hắn nhìn rất kỹ Và gặp ai hắn cũng cười chào Cô giảng xeo sai nói Cô chỉ nghĩ một điều là cô đã gặp Vài người câm, nhưng hệ ai Không biết nói, thì thường là không biết nghe vì họ không nghe được tiếng mẹ họ dạy nói khi còn nhỏ Đằng này thằng câm lại rất thính tai Say nhìn đi nơi khác và hỏi hắn có biết uống rượu xèo không Hắn gật cái đầu chọc lia lịa Cười toát cả môi rồi khoanh tròn nắm tay lại Ngửa cổ đổ vào miệng ra hiệu xin được uống Trần Ngọc lật đi lật lại đồng tiền Anh nhìn kỹ từng nét chữ, từng con số Anh nói Thế đó, thằng này câm nhưng có lẽ đồng tiền này sẽ biết nói lát sau tiên câm ngồi trước trần ngọc hắn khoanh tay trước ngực cái đầu húi cua cúi xuống làm cho hai má hắn sệ dài ra anh nghe đây trần ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn giọng anh nghiêm khắc anh sang đất việt nam chúng tôi làm gì ai phái anh sang hắn lắng tai nghe rồi chỉ ngón tay vào cái miệng há hốc ú ớ như bị tắc từ cuống họng chúng tôi biết rằng anh không phải là người câm mà chính bọn giặc bắc kinh bành trướng đã bóc cổ học anh anh nghĩ sao anh hãy tự cứu lấy bản thân khi đang còn thì giờ làm việc đó anh khai báo rõ ràng sẽ được đối xử tốt hắn vẫn ú ớ xua tay về phía trước hắn muốn nói rằng không phải hắn giả câm rồi hắn chỉ tay lên trời chỉ tay xuống đất làm động tác thề anh có phải người hâm mông không Hắn chỉ tay sang bên núi phía bên kia. Tôi muốn nói với anh câu tục ngữ của người Hơ Mông ở đất núi Mường Khương này. Chúng tôi sống để yêu thương, chứ không phải sống để thù ghét. Sao không có gió, các anh lại muốn thành bão. Không có nước, các anh lại muốn thành lụt. Những kẻ muốn người Việt Nam chúng tôi sống như con sen, chúng sẽ thành con vắt, anh hiểu không? Hắn lắng nghe rồi lại xua tay cái miệng méo sạch của hắn lại ú ớ trần ngọc đứng dậy anh đứng trước mặt hắn nghe đây trần ngọc nhìn xoáy vào khuôn mặt đầy thịt của hắn chúng tôi không có nhiều thì giờ để nói chuyện với anh chúng tôi đã để cho anh tự cứu lấy mình nhưng anh tỏ ra không biết điều anh vẫn ngoan cố giờ đây chúng tôi đối xử với anh như đối xử với những tên giặc bắc kinh sang cướp nước giết người việt nam chúng tôi anh đứng dậy Ngọc xách cổ áo tiên cầm Dựng hắn lên Theo pháp luật của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Những kẻ vượt biên xâm nhập đất nước Việt Nam Gây tội ác Hoặc có mưu đồ gây tội ác Sẽ bị xử bắn Anh thuộc vào loại đó Anh sẽ bị xử bắn Giọng Trần Ngọc sang sảng rành giọt như một vị tránh án tuyên án Để kết thúc phiên tòa Miệng tiệt cầm há hốc Hắn tròn xoe mắt bàng hoàng như Trần Ngọc các đồng chí ba chiến sĩ biên phòng xách súng bước ra chúng ta những chiến sĩ bảo vệ biên giới tổ quốc việt nam chúng ta sẽ thi hành án xử bắn tên giặc bắc kinh đã xâm nhập biên giới có mưu đồ phá hoại tổ quốc của chúng ta chúng ta đã thực hiện chính sách nhân đạo nhưng tên giặc vẫn ngoan cố lời trần ngọc như xét quật vào mặt tên giặc hắn hoảng hốt mặt hắn nhăn nhúm hắn run rẩy như người lên cơn sốt rét trần ngọc khoác tay ra hiệu một chiến sĩ biên phòng bước tới lấy mảnh vải đen bịt mắt hắn lại một chiến sĩ khác trói gập tay hắn về phía sau mặt hắn bỗng tái nhợt cổ hắn rụt xuống nhưng miệng vẫn ú ớ rồi rú lên như con chó dạ lên cơn hắn mếu rên rỉ rồi khóc các chiến sĩ biên phòng trói chặt hắn vào gốc cây sa mù rồi lùi ra trần ngọc hạ lệnh mỗi đồng chí bắn ba phát lên đạn những viên đạn được đẩy vào bầu nòng, phát ra tiếng kêu lách cách. Bỗng tên cầm run rẩy, hắn rủ xuống như cây chuối rừng thối gốc. Hắn oà khóc lên, rồi bất ngờ, cái điều bất ngờ mà các chiến sĩ biên phòng đang chờ đợi. Hắn kêu thành tiếng: "Xin các ông đừng giết tôi, các ông đừng bắn, tôi sẽ nói hết, nói hết." Các đồng chí tạm cởi trói cho hắn để xem hắn muốn nói gì trần ngọc nhìn tên giặc trung quốc xâm lược bằng cặp mắt mỉa mai ra thế cái tổ quốc vĩ đại của mày bắt mày không được nói tiếng người phải kêu như tiếng chó nhưng trước cái chết mày đã trở lại thành người hắn ngồi đó trong một cái phòng con hắn vẫn cúi gằm mặt xuống cái đầu húi cua khoanh cổ núc thịt và cả lưng áo hắn đều ướt sũng mồ hôi trần ngọc nói với hắn anh phải nói đúng Những điều anh nói sẽ cứu anh Nó quyết định số phận của anh Xin ông Tôi sẽ nói hết Tên anh là gì Tên tôi là Mìn A Dùng Người Hán Nhà tôi ở Mạ Quan Tôi được bà Trịnh Bảo Ngọc Trung tá tình báo Phái sang dò xem tại sao Ông Phủ Trần Diêu Sang Việt Nam mà không thấy về Nếu ông bị bắt Thì Việt Nam có giam ông ấy ở đâu Anh nói tiếp Phu Trần Diêu ở bên ấy làm gì Và hắn vượt biên sang đất chúng tôi có mục đích gì Thưa ông Phu Trần Diêu là người của đảng quốc dân Ông ấy đang tập trung những người hơ mông Để lập xứ mường khương tự trị Ông ấy sang tìm một người bạn cũ của ông ta Người đó nghe nói Việt Nam vượt thả ở trong tù ra Ông ấy muốn tuyển chọn những thanh niên Thiếu niên người hơ mông Sang mã quan, lao kha, tiểu bà mế để lập đội quân áo đen của sứ mường khương tự trị anh nói rõ về đội quân ấy có bao nhiêu người thưa ông hiện giờ đã có người hoa ở hà nội hải phòng sài gòn mới về nước người giao người giấy theo về cùng nhập vào trong đó có cả những sĩ quan binh lính của sài gòn cũ có cả lính campuchia dân chủ theo sang trung hoa nữa họ đã thành lập tiểu đoàn họ mặc quần áo đen quấn xà cạp đen đội mũ đen. Họ được huấn luyện riêng và có chế độ cung cấp cao lắm. Họ gọi đó là những tiểu đoàn lính áo đen đặc nhiệm. Đội quân ấy ở đâu? Thưa ông, họ hiện ở Côn Minh, rồi về Hà Khẩu, về Lao Kha. Họ thường sang đất Việt Nam phục kích, bắt người và điều tra về tình hình. Anh sang đây có những nhiệm vụ gì? Thưa ông, tôi còn được bà Trung tá Trịnh Bảo Ngọc giao cho dò xét xem các tuyến bố phòng của bộ đội Việt Nam mới được thiết lập của công an biên phòng dò xem Việt Nam có vũ khí gì mới chuyển lên và có quân hoặc cố vấn Liên Xô không. Nếu tôi phát hiện được một trong ba yêu cầu đó thì được thưởng 300 đồng nhân dân tệ. Anh nói rõ, anh đã được huấn luyện như thế nào? Anh nên biết rằng những điều này không phải chỉ có mình anh nói cho chúng tôi. Anh chịu trách nhiệm về những lời khai báo đó thưa ông tôi sẽ nói đúng nhưng đôi mắt hum húp của hắn nhìn trần ngọc một cái nhìn van xin sao xin ông đừng công bố lời tôi nói vì tôi sẽ bị chu di tam tộc khi sang đây tôi đã làm bản cam đoan nếu phản nước trung hoa vĩ đại thì gia đình họ hàng tôi phải gánh chịu lấy tội vạ đó hắn khóc nước lên và chắp hai tay lạy lục trần ngọc trần ngọc đứng dậy anh gạt tay hắn ra Chúng tôi chấp nhận lời yêu cầu của anh Nhưng anh phải khai báo đúng sự thật Chúng tôi không bao giờ bạc đãi kẻ thù Đã ngã ngựa quỳ hàng Thưa ông Tôi được học 4 năm trong trường huấn luyện đặc biệt Ở Côn Minh Ở đó năm nay có thêm nhiều nạn kiều Ở Việt Nam về Người ta dạy cho tôi 6 thứ tiếng Hơ mông, Việt, Giấy Phù lá, dao và nùng tôi nói tiếng việt nam như thế này là được học ở đó tôi được người ta dạy cho lái ô tô xe máy bắn các loại súng sử dụng máy truyền tin chụp ảnh vẽ bản đồ chúng tôi còn học cả những tập quán phong tục của người việt nam thưa ông ở đó người ta nói với chúng tôi rằng miền bắc bộ của việt nam là đất của trung hoa vĩ đại việt nam có tập đoàn phản bội cầm quyền đã vô ơn với trung quốc người ta bảo chúng tôi phải đi giải phóng Việt Nam, thu phục Việt Nam về trên mảnh đất đó, chúng tôi chỉ cần 10 đến 15 triệu người Việt Nam để xây dựng những bến cảng vững chắc cho các đoàn tàu của Trung Quốc vĩ đại tiến xuống vùng biển Việt Nam. Thưa ông, ở đó người ta dạy cho chúng tôi cả những môn nghệ thuật giả làm cơm, giả làm điếc, giả què và giả ngọng, giả điên. Tôi được học bộ môn nghệ thuật giả làm câm 4 năm. Trần Ngọc dơ đồng tiền đã buộc đầu giải rút của hắn ra trước mặt hắn. Anh nói, anh hãy nói về bí mật của đồng tiền này. Tôi nhắc lại, anh phải nói đúng, nói hết. Người chỉ huy đồn biên phòng gọi một chiến sĩ rót cho hắn cốc nước và anh trao cho hắn cả bao thuốc lá tam đảo. Anh uống nước và hút thuốc lá đi. Trước khi sang đây, chắc chắn anh đọc lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam chúng tôi đã từng chiến đấu, chiến thắng và rất nhân đạo với tổ tiên các anh. Những kẻ cướp nước khi thua phải đầu hàng như quân nhà Nguyên, nhà Minh lúc rút về nước. Chúng tôi đều cho lương thảo, cho ngựa, cho thuyền. Khi ngay cả hàng trăm tên trong số 60 vạn quân hồi năm 1979 sang tàn phá đất nước chúng tôi, khi chúng đầu hàng, chúng tôi đã cho về bọn giặc mỹ cũng vậy chúng ném bom xuống đất nước chúng tôi giết hại nhân dân khi chúng chịu thua rút quân về nước những tên bị bắt đã được đối xử tử tế và cũng được thả cho về thế nhưng những kẻ ngoan cố cháo trở rắc tâm gây tội ác chúng tôi quyết trừng trị anh nói đi thưa ông mặt hắn vẫn chỉ sập xuống đồng tiền này là mật hiệu để chúng tôi nhận nhau trên đất việt nam anh nói rõ hơn đi dạ thưa ông khi sang việt nam định liên lạc với một người nào tôi đưa đồng tiền này ra thưa ông đây là đồng tiền ăn năm đồng lẻ những người đó nói là ăn bảy thì đúng là người tôi cần liên lạc nếu không có đồng tiền này tôi dùng tờ giấy bạc cũ của tường giấy thạch cũng được người ta nói với chúng tôi ở vùng núi việt nam còn nhiều loại bạc ấy Trong dân các bạn Cứ tờ 50 đồng Mà nói 70 đồng Là đúng người mình cần gặp Nghĩa là phải cộng thêm hai Thưa ông Về đồng tiền thì nói đã nói hết Tôi cam đoan lời tôi nói là đúng Anh sang đây Dùng đồng tiền này để gặp ai Hắn ngồi im Hắn ngần ngừ một lát rồi nói Dạ Ba Trịnh Bảo Ngọc giao cho tôi Sang tìm gặp một người hơm mông làm thầy thuốc và thầy địa lý ở Mường Khương. Rồi tôi cùng người này đi tìm tung tích ông Phủ Trần Diều. Bà Trịnh Bảo Ngọc đã nói nếu mất ông Diều, coi như bà ta đã mất một cánh tay. Anh có biết sắp tới đây những ai sẽ vượt biên sang đất chúng tôi? Thưa ông, tôi không biết đích xác nhưng có người sẽ tìm sang gặp một người mà các ông mới thả ra tù nói xong hắn ôm mặt khóc rưng rức rồi hắn nằm phủ phục Hắn vật vã trên nền nhà Trần Ngọc vỗ vai hắn và nói Anh đừng lo Cả vùng này sẽ biết tin anh đã bị bắn chết Khi vừa sang biên giới Trần Ngọc bước ra sân đồn Trời biên giới đã tối hẳn Ở chân núi phía tây Đình hoang liên Lại còn đám mây đỏ rực Hắt lên bầu trời Một màu hồng nhạt Miền đất núi Mường Khương Sương đã phủ trắng Xeo hồng được trở về là nhà ở bản Lao Táo. Thông tri lên gửi về đã nói rõ, sau 20 năm ở trại cải tạo, vàng xeo hồng đã được hưởng mọi quyền làm người của công dân. Vàng xeo hồng phải làm ăn lương thiện, không để tái phạm lỗi lầm một lần nữa. Nhưng vàng xeo hồng không được về bản cũ, mà phải về bản Lao Táo. Mọi người đều biết anh không được về bản cũ là phải, vì bản đó ở sát đường biên giới và bọn phản động Trung Quốc thường lẹt sang quấy phá. 20 năm trôi qua, hai đời thông sa mu trên núi đá Hoàng Liên dựng được nhà mới. Lớp trẻ ở các bàn hơ mông trên đất núi Mường Khương này đẻ bên bếp lửa đã cầm được con dao sắc ra cửa trời tìm cho cha cảnh quế thơm chọn cho mẹ bó củi tốt nên ít người biết vàng xeo hồng hồng lại về ở một bản xa một bản có người nùng người thù lao bà dí người hơ mông ở sen kẽ nên anh càng xa lạ với tất cả những người cùng lứa với anh hoặc là không còn hoặc đã tản mát trong dạo tháng hai năm bảy chín đã rời nhà sang các vùng khác trong dãy hoàng liên sơn nên ít người gặp anh mà anh cũng không hay xuống chợ thỉnh thoảng anh mới về cửa hàng mậu dịch mua muối mua vải họa hoàn lắm mới có người nhớ đến tên anh Điều đó cũng là đặc điểm riêng của những người vùng nhiều núi cao xanh, nhiều rừng thẳm biếc. Chả thế mà bà con đã từng nói, ở đây ít nhìn thấy mặt trời mọc, ít nhìn thấy mặt trăng tỏ, nên người hâm mông ít nhớ, nhiều quên. Còn con người vàng xeo hồng thì đã thay đổi nhiều, mới 48 tuổi, tóc anh đã bạc như sơ cây móc rắn trong rừng, da anh đen giòn và cái chán vát cao. Hồng ít nói và ít làm quen với dân bản Hồng chỉ đi một mình Sáng sớm anh mang lù cờ Cầm dao lên nương Hồng đi hái ớt, nhổ kiệu Đi cắt xèo, hái pà Tối về Hồng cứ thu thủi một mình bên bếp lửa Hồng buồn Anh sống thầm lặng và kín đáo Như vị thuốc hoàng liên Nép trong rừng cây đầu dốc núi Người ở bản lao táo Có nghĩa là bạn con dao sắc Ít ai biết về quá khứ của anh Biết chăng họ chỉ truyền miệng với nhau rằng Anh là một tên phỉ Từng có mưu đồ cướp đồn biên phòng Pha Long Ở Mương Khương này Năm 1959 Anh đã giết chiến sĩ biên phòng Nên bị bắt giam Đáng lẽ Hồng phải giam 25 năm Nhưng anh cải tạo tốt Nên được về sớm 5 năm Với tấm lòng quý người Của bà con Sống ở đất núi Mường Khương này Cả bản con dao sắc ai cũng xem anh như xem nhà có thêm trống càng tốt có thêm cột càng bền bạn có thêm tiếng cười càng vui thực tình ra nếu như biết cũng chẳng ai muốn nhắc về một quá khứ độc địa của anh của một tên phỉ ác đến nỗi như con lợn rừng giết người không sợ đôi nanh thấm máu hồng vốn là một tên phỉ đàn em của chấu quang lồ phỉ tan hồng về nằm im giấu mặt hồng mở quán thắng cố ở chân đồi biên phòng rồi đồng bọn với anh ẩn nấp ở đất trung quốc lẻn vào xúi dục anh bày mưu phục thù cho anh hồng bắt mối mua chuộc được một chiến sĩ biên phòng người hơ mông hay ra quán ăn thắng cố uống rượu có nội phản rồi đêm hồng và đồng bọn xông vào bắt giết cướp đồn hồng và một tên đầu sỏ nữa bị bắt nhưng hắn là người hán hắn được bọn công an trung quốc xin về Nói rằng đưa về để trị tội Còn Hồng nhận 25 năm tù giam Đêm khuya Lạnh Vùng núi pha long tuyết rơi lất vất Trên ngọn lau Con chim chớ chúa Nhớ bạn kêu dầu dầu trong hang đá Có người đến gõ cửa nhà xeo hồng Xeo hồng chưa ngủ Anh cười to bếp lửa Rồi cầm con dao phát đi ra Một bóng người đen ngòm Như con gấu ngựa sồ vào Vàng xeo hồng à tao sang tìm mày đây mà hồng lùi lại một bước ôi ông là ai ông là ai mà vào nhà ta lúc nửa đêm gõ cửa nhà ta lúc trời tối tao cáo trần phủ đây vàng xeo hồng lưỡng lự như suy tính một lát rồi kêu lên ôi đã ba mùa rẫy rồi ông lại sang đây ừ tao như con hổ vằn hổ hoa miền rừng non nào có mồi ngon có hoãng non Naito là tao tìm đến Mày đưa tao vào nhà đi Thực ra xeo hồng đã chuẩn bị đón hắn Vì nhiều nguồn tin đã cho xeo hồng biết Sẽ có người sang tìm Hồng đoán nhất định là hắn Tuy vậy sự việc đã xảy ra bất ngờ trong đêm khuya Xeo hồng hồi hộp Hồng khép cổ áo để ngọn gió đêm lùa vào đỡ lạnh Hồng chấn tĩnh lấy lại thăng bằng thế là nước cờ đã vào thế rồi đó Xeo hồng nhớ lại Rõ ràng anh chỉ gặp thằng này có vài lần thôi Lúc đó hắn ở nhà tạm giam Khi ta mới bắt về Hồi đó hắn có một nốt ruồi to đen Ở giữa cằm Và cái chán láng bóng như quang dầu Ở mấy tuần với xeo hồng Khai thác kỹ nó Anh ta biết thêm những chi tiết về tính nết Về con người của tên phỉ này Tên vị này rất thích uống rượu xèo Ngâm củ tam thất rừng Củ bạch chuột Rượu vừa cay vừa đắng Mà càng cay đắng hắn càng thích thú Hắn lại có vợ là người hơ mông Vợ hắn là cháu xeo phỏng Cháu của cháu quang lộ Chính xeo hồng đã dắt phỏng đến cho hắn Khi hắn được bọn công an Trung Quốc xin về Vợ hắn cũng về theo Xeo hồng đưa cáo trần phù vào nhà Bếp lửa được đốt to lên hai người nhìn nhau cáo trần phù tròn mắt nhìn xeo hồng ôm lấy cánh tay cáo trần phù ông cáo trần phù ông còn nhớ tôi tôi như hạt xèo rơi như củ kiệu thối ông còn tìm đến nhặt dù rừng lợ dù đất sụt dù cho cây ở đất núi mường khương này ai phát bằng dao như gấu áo tôi cũng không quên ông ông phù cháu xeo phòng ở đâu giờ có khỏe không phù cười tủm tỉm Ôi Mày còn nhớ đến Hỏi đến con vợ của tao Phút ngờ ngự Ban đầu đã qua đi Nghe xeo hồng hỏi đến vợ của hắn Bếp lửa càng cháy to Sáng rực Hồng nhìn rõ cái nốt ruồi ở cằm hắn Bây giờ to ra Lan gần đến môi Trông như một cục thịt thừa đen thui Ở đó lại mọc lên Hai ba cái lùng đèn Và cái chán của hắn càng lóng bóng Một thứ láng bóng Của sự ăn uống đầy đủ dư thừa Nếu gặp ngoài rừng Tao không còn nhận ra mày nữa Mày già đi Trông mày như cái cầy còn sót lại Trong mùa đốt rẫy Hai mươi mùa nương rồi Chim rừng, cá suối Thú béo ở đất núi này Tôi phải lìa nó Xeo hồng phân trần Nước mắt anh rơm rớm Tôi nay đã mỏi tay chân Đã yếu đi rồi Tôi đã chịu ba mũi tên đâm vào tai bao gai nhọn chọc vào mắt Ông phù ơi Ông xem hai cánh tay tôi đây Xeo hồng sắn tay áo Đã bầm vết chói Ông xem hai cái vai tôi đây này Đã lằn vết đánh Bọn kinh nó làm khổ Tôi có bao giờ quên Nước mắt tôi đã chảy nhiều hơn Cơn mưa tháng 8 Ông phù ơi Vừa nói Hồng vừa nhìn cáo trần phù Những cái nhìn như kêu van Như chờ cứu vớt Ông phù Từ ngày chúng ta lóng nứa chặt đôi Như dây mây cắt nửa Ông về bên đó Tao sướng Tao ăn cơm trong đĩa hoa Cơm ngồi trong bát xứ Tao uống rượu mai đào Tao chơi gái thượng hải Tao vẫn nhớ mày Đang bị bọn kinh đẩy đọa Cáo trần phù về Trung Quốc Từ 20 năm trước Năm đó sau khi không thành đạt Trong mưu toan cướp đồn biên phòng Cả hai đứa đều bị bắt trước ngày đưa ra sự án chính quyền trung quốc bên mã quan cử người sang xin tên phủ chúng nói với ta tên này là người hán là đặc vụ nguy hiểm của giặc tưởng tên này đã phạm tội đại gian ác có nhiều nợ máu với dân nên xin hắn về để dân bên đó đấu tố để đào tận gốc để chốc tận dễ nể bạn ta trao tên cáo trần phù cho trung quốc đã hai mươi năm rồi bọn phản động bành trướng nuôi dưỡng hắn như giữ một hạt giống độc chờ mùa reo mùa reo đã đến hắn sang tìm vàng xeo hồng vàng xeo hồng mở lọ rót cho hắn một bát rượu ngâm củ tam thất cay nồng đắng ngắt hắn bưng bát rượu uống ừng ực mắt hắn sáng lên ôi xeo hồng ơi mày vẫn nhớ cái thứ rượu tao thích uống này bà chủ trịnh bảo ngọc dặn tao phải thử kỹ mày đã vì xa hai mươi năm rồi nhưng ta có phải con chim xanh lạ núi đâu mà thử lòng thật dối tao chỉ xem mày giờ có hèn như con sâu cuốn chiếu không mày có mặc váy đeo vạt của bọn con gái không mày có như cái sọt đan che ải để người hơ mông đựng nấm đựng mang không mày có còn là thằng vàng xeo hồng cầm bạc hoặc xông vào đồn biên phòng như năm xưa nữa không tao nhớ ba tháng cố của mày đêm hôm đó vàng xeo hồng ạ à. cáo trần phù nhắc đến kỷ niệm đêm hôm ấy cái đêm chúng ngồi uống rượu xèo ăn thắng cố để chờ có ánh lửa của tên phản phúc đang gác ở đôn viên phòng làm hiệu tiến công ông cáo trần phù ơi mật khoai rừng dù đổ chung với nước sông trong ống cũng không hòa lẫn máu của người hâm mông thì bao giờ cũng đỏ nước sông của người kinh bao giờ cũng xanh không hòa lẫn được. cáo trần phù nhìn xeo hồng gật đầu. thế là tao biết rõ lòng mày. như biết nước trong lòng ống tre non thì ngọt, xeo hồng ạ. À. đêm đó bên bếp lửa, cáo trần phù và xeo hồng nằm trên cái giường gỗ thông. xeo hồng kể cho phù nghe về trăm điều cơ cực của hơn hai mươi năm bị tù tội. nỗi cơ cực, cực đó như cây tre nối dài thêm nhiều đốt. có bao giờ quên có bao giờ nguôi xeo hồng thổ lộ điều anh ước ao làm sao trả được mối thủ đó xeo hồng cũng ước ao làm sao cho đất núi mường khương này là của người hơ mông cây trái vùng này người hơ mông ăn của người hơ mông tất cả tất cả đất núi hoàng liên này phù quay mặt về phía hồng mày à việc đó thì không khó mày có muốn làm thống lý vùng pha long này không Mày có muốn làm người cầm đầu các dòng họ Như ông Chấu Quang Lộ ngày trước không? Mày có muốn lập xứ Mường Khương tự trị không? Đất núi Hoàng Liên bao la ngựa chạy Đi trăm ngày không hết Mắt nhìn lại trăm tầm không với tới Nay là của mày Những cô gái xinh như con ong chúa Đẹp dơ dợ như cảnh lê nhiều quả Đều là vợ của mày Ừ Thế thì phải dựa vào đại quốc mày ạ Gốc của tổ tiên người hơ mông Là ở bên đại quốc mà Đại quốc sẽ giúp người hơ mông mày Lập nên một xứ mường khương tự trị Ở pha long Mường khương xin mã cái này Rồi có quân đội Có súng đạn tốt Có tiền bạc riêng của vùng này Đại quốc có quân uy Có quốc uy lừng lẫy Sẽ giúp ta Nếu bọn kinh kéo lên Ta có sức mạnh vĩ đại của đại quốc Tràn sang giúp nay chỉ chờ ta gây dựng được để nổi lên đại quốc sẽ kéo vào quân đại quốc sẽ đổ vào tất cả đã sẵn sàng bên kia biên giới rồi sao hồng mày thấy không rừng cao nghi ngút này chỉ có cây thông sa mu tượng trưng cho người hơ mông sống được chỉ có cây tống quá sụ tượng trưng cho người giao sống được còn có cây nào có người dân tộc nào lên đây sống nổi đâu mày ngẫm nghĩ kỹ lời tao nói đi sao không ạ mày thấy không thuốc quý trong rừng này cũng chuyển về xuôi người kinh còn đưa người đưa con trai con gái lên phá núi của người hơ mông để mở nông trường lập làng lập bản chúng cướp rừng chúng giết người người hơ mông sẽ tiệt sống giờ người hơ mông có đại quốc rồi có vua hiện ở phương bắc là ma cổ phúng rồi mày hãy to tiếng lên Gọi đám con trai đi Mày gọi rằng Có súng dao thì cầm súng dao Không có súng dao thì cầm chày dã gạo Chưa giết hết bọn kinh Thì không gác dao bỏ rừng Xe hồng à Mày truyền câu ấy đi Xe hồng nằm lặng im Nghe lời cáo trần phủ nói Hắn nói về đại quốc có quân đông Hắn nói giống như tiếng loa bên đó Rõ sang nói ba thứ tiếng Kinh, hán, hơ mông ra giả suốt ngày đêm là Việt Nam phản bội, Việt Nam quấy rối biên cương nên phải trừng trị, phải chủ động cho Việt Nam bài học thứ hai là Việt Nam cắn lại chủ, cắn lại bạn bè của chủ. Tiếng loa dội vào núi đá, nghe cứ như sói đói gào mồi, như gấu ngựa nhá phải củ giấy ngứa lưỡi giống lên. Tiếng loa làm cho cả gà thức giấc vỗ cánh, làm cho lợn giật mình dừng cổ, con chó hoang chó đen của bản hơ mông thì chúng không sợ bởi chúng đã quen săn hộ chúng hướng về phía đó sủa